Kính chào khán giả đang theo dõi chương trình thời sự tối của Đài Truyền hình Trà Vinh. Hôm nay thứ ba, ngày 16 tháng 4 năm 2024. Trong chương trình thời sự tối nay gồm có những nội dung chính sau đây. Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổng kết 15 năm thực hiện chỉ thị số 38 của Ban Bí thư về đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới. Với niềm đam mê của bản thân, anh Thạch Ngọc Tính ở phường 9 thành phố Trà Vinh đã tự tìm tòi, học hỏi và chế tác ra những chiếc mão mặt nạ để biểu diễn ca múa trong dịp lễ Tết truyền thống của người Khmer. Nhờ có giống tốt, áp dụng chặt chẽ các quy trình gieo trồng, nên nông dân trồng đậu phộng trên địa bàn huyện Cầu Ngang thu hoạch đạt năng suất khá cao, giá bán ổn định, người dân rất phấn khởi, đặc biệt là bà con nông dân Khmer đón Chon Trần Nhat Thơ Mây thêm phần sung túc. Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng nay ngày 16 tháng 4, Ban Cán sự Đảng Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện chỉ thị số 38 của Ban Bí thư về đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới. Tham dự tại điểm cầu tỉnh Trà Vinh có ông Lê Thanh Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trà Vinh, ông Dương Văn Triệu, Tỉnh Ủy viên, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trà Vinh cùng lãnh đạo Bảo hiểm xã hội tỉnh và các sở ngành liên quan. Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, sau 15 năm triển khai thực hiện chỉ thị số 38, nhận thức của người dân, doanh nghiệp, người lao động và cơ sở khám chữa bệnh về chính sách pháp luật bảo hiểm y tế đã có chuyển biến tích cực. Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế hàng năm luôn đạt và vượt chỉ tiêu được Thủ tướng Chính phủ giao. Tính đến năm 2023, toàn quốc có trên 90 triệu người tham gia bảo hiểm y tế, tăng gấp 3 lần so với năm 2008, thời điểm chưa có chỉ thị số 38. Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế hiện nay đạt trên 90% dân số, vượt 0,15% so với nghị quyết 01 của Chính phủ. Tần suất khám chữa bệnh bảo hiểm y tế cũng tăng từ 1,7 lần một người trên năm vào năm 2009 lên 1,8 lần một người trên năm vào năm 2023. Theo thống kê, hiện nay 100% cơ sở khám chữa bệnh đã triển khai khám chữa bệnh bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân gắn chip với hơn 55 triệu lượt tra cứu thông tin thẻ bảo hiểm y tế bằng số định danh. Trong giai đoạn từ năm 2009 đến năm 2023, ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã phối hợp thực hiện thanh tra kiểm tra việc thực hiện pháp luật về bảo hiểm tại trên 250.000 đơn vị. Kết quả đã thu hồi số tiền chậm đóng bảo hiểm của các đơn vị sử dụng lao động là trên 13.000 tỷ đồng, tỷ lệ thu hồi đạt 70% số tiền phải đóng. Tại hội nghị, một số địa phương cho rằng, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác tuyên truyền quán triệt chỉ thị 38 của Ban Bí thư có lúc, có nơi vẫn chưa thực hiện thường xuyên, sâu rộng. Khả năng cung ứng và chất lượng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tuy đã được cải thiện, song vẫn chưa đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe ban đầu của người dân, nhất là tuyến y tế cơ sở. Ngoài ra, việc chấp hành pháp luật về bảo hiểm y tế của người sử dụng lao động chưa nghiêm túc, nhiều doanh nghiệp chậm đóng, nợ đóng bảo hiểm y tế. Để đảm bảo hoàn thành các mục tiêu tại chỉ thị số 38 của Ban Bí thư, ngành bảo hiểm xã hội xác định 9 nhiệm vụ, giải pháp cần thực hiện trong thời gian tới. Trong đó, ngành xác định sẽ tập trung đổi mới công tác tuyên truyền, quán triệt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước về bảo hiểm y tế, nhằm nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về tầm quan trọng của bảo hiểm y tế trong tình hình hiện nay. Ngoài ra, ngành bảo hiểm xã hội sẽ tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong thực hiện chính sách bảo hiểm y tế trên nguyên tắc đơn giản, thuận tiện, bảo đảm kịp thời và đầy đủ quyền lợi của người tham gia. Đặc biệt là tập trung đẩy mạnh việc phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm y tế nhằm phấn đấu từ năm 2025 trở đi, đạt trên 95% dân số tham gia bảo hiểm y tế. Sáng nay ngày 16 tháng 4, Đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Trà Vinh tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra giám sát của Đảng năm 2024 với sự tham dự của gần 70 đồng chí là chủ nhiệm, phó chủ nhiệm, ủy viên ủy ban kiểm tra Đảng ủy cơ sở trực thuộc Đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Trà Vinh. Phát biểu tại lễ khai giảng, đồng chí Trần Thị Kim Phượng, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Trà Vinh nhấn mạnh: đây là lớp bồi dưỡng nhằm giúp cho các thành viên ủy ban kiểm tra Đảng ủy cơ sở nắm vững các nội dung công tác kiểm tra giám sát, thi hành kỷ luật Đảng thuộc trách nhiệm thẩm quyền của ủy ban kiểm tra Đảng ủy cơ sở theo quy định của Ban Chấp hành Trung ương và nguyên tắc quy trình, thời gian, mẫu văn bản nghiệp vụ để tổ chức thực hiện kiểm tra giám sát, thi hành kỷ luật Đảng, từ đó thực hiện tốt vai trò lãnh đạo chỉ đạo và thẩm quyền trong thực hiện các quy định của Đảng về kiểm tra giám sát, thi hành kỷ luật Đảng. Tại lớp bồi dưỡng, các học viên được các báo cáo viên thuộc Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy truyền đạt 7 chuyên đề,
một số vấn đề cơ bản về công tác kiểm tra giám sát của Đảng, công tác kiểm tra giám sát của tổ chức Đảng, kiểm tra tổ chức Đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng, kiểm tra tài chính Đảng, giải quyết tố cáo đối với tổ chức Đảng và đảng viên, kỷ luật Đảng và việc thi hành kỷ luật trong Đảng, thẩm quyền thi hành kỷ luật trong Đảng, giải quyết khiếu nại kỷ luật Đảng. Theo kế hoạch, từ nay đến cuối năm 2024, Đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Trà Vinh sẽ mở 2 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra giám sát của Đảng, có trên 150 đồng chí tham dự. Sáng nay, ngày 16 tháng 4, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Trà Vinh tổ chức khóa tập huấn ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số cho hơn 30 cán bộ hội phụ nữ chủ chốt cấp cơ sở. Trong hai ngày 16 và 17 tháng 4, các học viên được trang bị kiến thức hữu ích về vai trò chuyển đổi số đối với cán bộ phụ nữ trong lĩnh vực khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, ứng dụng công nghệ số để liên kết, tiêu thụ sản phẩm, kỹ năng tương tác tài liệu trực tuyến, kỹ năng lưu trữ dữ liệu và giao tiếp trên môi trường mạng. Ngoài ra, học viên còn được chia sẻ các ứng dụng công nghệ để phân tích số liệu, ứng dụng hiệu quả các phần mềm như slide trình chiếu, cách thức tạo ra video ngắn phục vụ công tác truyền thông, chia sẻ mô hình hay, cách làm sáng tạo đến hội viên phụ nữ và nhân dân. Lớp tập huấn nhằm nâng cao trình độ kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số cho cán bộ hội chủ chốt cấp cơ sở, qua đó góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả trong triển khai, thực hiện nhiệm vụ công tác hội trong tình hình mới. Xác định chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động hội là yêu cầu cần thiết. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh chỉ đạo hội cơ sở thành lập các trang mạng Facebook, Zalo để kịp thời cung cấp thông tin. Tính đến nay, tỉnh duy trì gần 260 nhóm Zalo trong hệ thống hội. Riêng trang thông tin điện tử của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã đăng tải hơn 600 tin bài với hơn 55.000 lượt truy cập. Hội Bảo trợ người khuyết tật và nạn nhân chất độc da cam dioxin tỉnh Trà Vinh vừa tổ chức họp mặt kỷ niệm 26 năm Ngày Người khuyết tật Việt Nam 18 tháng 4 năm 1998, 18 tháng 4 năm 2024. Vào ngày 30 tháng 7 năm 1998, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành pháp lệnh về người tàn tật. Trong đó, Điều 31 trong pháp lệnh quy định lấy ngày 18 tháng 4 hàng năm là ngày bảo vệ chăm sóc người tàn tật. Và theo báo cáo của Hội Bảo trợ người khuyết tật và nạn nhân chất độc da cam dioxin tỉnh Trà Vinh, hiện nay trên địa bàn tỉnh có trên 14.000 người khuyết tật và có gần 1.300 nạn nhân nhiễm chất độc da cam dioxin. Trong những năm qua, Hội Bảo trợ người khuyết tật và nạn nhân chất độc da cam dioxin tỉnh Trà Vinh đã phát huy được vai trò là một tổ chức xã hội tự nguyện, hoạt động vì quyền lợi và lợi ích hợp pháp của người khuyết tật, nạn nhân chất độc da cam dioxin, trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo. Theo đó, họ đã vận động các doanh nghiệp, tổ chức trong và ngoài tỉnh tham gia đóng góp, ủng hộ tiền và hiện vật với tổng trị giá trên 20 tỷ 640 triệu đồng. Với nguồn vận động này, Hội Bảo trợ người khuyết tật và nạn nhân chất độc da cam dioxin tỉnh Trà Vinh đã hỗ trợ giúp đỡ cho trên 114.000 lượt đối tượng người khuyết tật, nạn nhân chất độc da cam dioxin và người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Tuy nhiên, theo Hội Bảo trợ người khuyết tật và nạn nhân chất độc da cam dioxin tỉnh Trà Vinh, hiện nay, đời sống người khuyết tật, nạn nhân chất độc da cam dioxin ở Trà Vinh vẫn còn nhiều khó khăn, chưa có điều kiện tiếp cận được các dịch vụ xã hội và sống chủ yếu phụ thuộc vào sự trợ giúp của gia đình và xã hội. Vì vậy, Hội Bảo trợ người khuyết tật và nạn nhân chất độc da cam dioxin tỉnh Trà Vinh mong muốn tiếp tục nhận được nhiều sự giúp đỡ của các doanh nghiệp, các tổ chức từ thiện để cuộc sống người khuyết tật, nạn nhân chất độc da cam dioxin ở Trà Vinh có cuộc sống ổn định hơn. Vừa qua tại chùa Âu Trúc, ấp Ngãi Hòa, xã Tạp Ngãi, huyện đoàn và Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên huyện Tiểu Cần tổ chức tuyên dương các thanh niên dân tộc Khmer tiêu biểu năm 2024, đồng thời ra mắt đội hình tuyên truyền, giới thiệu chi tiết công trình văn hóa trọng điểm của quốc gia và địa phương. Tại lễ tuyên dương năm nay, huyện Tiểu Cần có thêm 18 đoàn viên, hội viên thanh niên dân tộc Khmer tiêu biểu được Ban Thường vụ huyện đoàn và Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên huyện tuyên dương về những thành tích xuất sắc trong học tập, lao động sản xuất, công tác, đóng góp trực tiếp vào sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự xã hội ở địa phương. Tiếp đó, đại diện tỉnh đoàn Trà Vinh cũng trao kỷ niệm chương vì thế hệ trẻ của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cho anh Kim Hoài Rạch, bí thư chi đoàn ấp Cây Gia, xã Hùng Hòa, đã có thành tích đóng góp vào sự nghiệp giáo dục thế hệ trẻ và xây dựng tổ chức đoàn vững mạnh. Bên cạnh đó, huyện đoàn Tiểu Cần còn trao tặng nhiều phần quà mừng Tết cổ truyền Chonchonathơm May năm 2024 cho các thanh niên dân tộc Khmer tiêu biểu vừa được tuyên dương năm 2024. Nhân dịp này, huyện đoàn và Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện Tiểu Cần còn tổ chức thành lập ra mắt đội hình tuyên truyền giới thiệu chi tiết
công trình văn hóa lịch sử trọng điểm của quốc gia và địa phương. Đội hình này gồm có 20 thành viên là cán bộ quyền đoàn và bí thư các cơ sở đoàn trong huyện tham gia thực hiện nhiệm vụ tập hợp cán bộ, đoàn viên, hội viên, thanh niên có năng khiếu, am hiểu về lịch sử, văn hóa, làm nòng cốt trong việc giới thiệu, quảng bá hình ảnh, lịch sử hình thành các di tích trên địa bàn huyện đến đoàn viên, thanh thiếu nhi, người dân và du khách đến tham quan vùng đất Tiểu Cần. Trung tâm văn hóa tỉnh Trà Vinh vừa kết hợp với Trung tâm văn hóa thông tin và thể thao huyện Cầu Kè tổ chức chương trình văn nghệ tại các xã có đông đồng bào dân tộc Khmer như Châu Điền, Tam Ngãi và Quả Ân nhân dịp mừng Tết Chon Chơ Nam Thơ Mây của đồng bào dân tộc Khmer năm 2024. Chương trình văn nghệ được xây dựng với nhiều tiết mục ca múa nhạc kịch tổng hợp do các diễn viên của Trung tâm văn hóa tỉnh Trà Vinh biên đạo, dàn dựng và thể hiện. Cũng tại chương trình văn nghệ, người dân ở địa phương có tinh thần yêu văn nghệ còn được tham gia giao lưu ca hát với những tiết mục đặc sắc ấn tượng, thu hút đông đảo người dân đến xem và giao lưu. Chương trình văn nghệ đã tạo sinh khí vui tươi phấn khởi cho bà con Khmer trong vùng đồng bào dân tộc nhân dịp đón mừng Tết Chon Chơ Nam Thơ Mây năm nay. Đồng thời đây cũng là sân chơi lành mạnh, giao lưu văn hóa nghệ thuật, góp phần giữ gìn, phát huy và giới thiệu truyền thống văn hóa dân tộc, cũng như nâng cao đời sống tinh thần cho người dân địa phương. Thưa quý khán giả, trong các loại hình nghệ thuật diễn xướng, múa hát truyền thống của người Khmer, mão và mặt nạ là hai loại phục trang đặc biệt, mang màu sắc độc đáo, đậm chất văn hóa truyền thống. Với đam mê của bản thân, anh Thạch Ngọc Tính ở khóm 1, phường 9, thành phố Trà Vinh, đã tự tìm tòi, học hỏi và chế tác ra những chiếc mão, mặt nạ chăn được sử dụng để biểu diễn ca múa trong dịp lễ Tết truyền thống của người Khmer. Đến với người làm mão, mặt nạ chăn bằng tất cả sự nhiệt huyết của tuổi trẻ, hiện anh Thạch Ngọc Tính ở khóm 1, phường 9, thành phố Trà Vinh đã có gần 10 năm theo đuổi đam mê và sống với nghề. Nói về quá trình khởi nghiệp của anh, em gái anh chia sẻ, anh Tính vốn bị câm bẩm sinh, cuộc sống từ nhỏ đã gặp nhiều khó khăn. Đầu năm 2015, anh Tính bắt đầu khởi nghiệp, tìm hiểu về nghề làm mẫu, mặt nạ chăn trên các trang mạng xã hội, website, YouTube và ngay sau đó bắt tay vào thực hiện công việc. Sau 4 năm học hỏi không ngừng nghỉ, cùng với sự khéo léo, cẩn trọng và tỉ mỉ, đầu năm 2019, anh Tính bắt đầu nhận được những đơn đặt hàng đầu tiên. Hiện nay, các sản phẩm mặt nạ của anh không những thu hút người mua trong tỉnh, mà còn chinh phục cả khách hàng khu vực lân cận như Bến Tre, An Giang, Sóc Trăng, Bình Phước. Khách hàng mua mặt nạ đơn giản chỉ vì yêu thích, để trang trí trong nhà, trưng bày ở chùa, nhưng phần lớn vẫn là mua về để biểu diễn. Trung bình mỗi chiếc mặt nạ có giá dao động từ 2 đến 3 triệu đồng. Mão ở đây là từ của anh hai em đã sáng tạo và học hỏi từ bên ngoài. Và cũng là vì đam mê của bản thân anh ấy, là ở đây thì nhà em có làm mão, muốn gìn giữ bản sắc của dân tộc Khmer. Đây là mão tên gọi là Khùng Bà Cà. Dạ, mão xanh thì có tên gọi là Khùng Bà Cà, còn mão đỏ thì có tên gọi là Cà Rồng Riệp. Và ngoài ra thì nhà em còn có là Sai Dầm với lại Thiệt Môn. Và có ông và bà. Dạ, thì nhà em thì sử dụng keo và làm bằng vải, tất cả đều là bằng vải. Mỗi lần mình làm bằng vải như vậy thì mình cần phải đem ra phơi nắng. Xong công đoạn tạo hình thì sẽ được lên màu và được vẽ những họa tiết ở trên mão. Để tạo nên một chiếc mão, mặt nạ, người làm phải mất khá nhiều thời gian và công sức, trải qua các công đoạn như tạo khuôn, đắp vải, tách khuôn rồi vẽ qua văn trang trí. Kiểu dáng của mẫu mặt nạ không nhất thiết phải theo một tiêu chuẩn nào nhất định, mà phụ thuộc vào tài năng và sở thích của từng người chế tác. Với mỗi chiếc mặt nạ được làm thủ công, anh Tính phải mất từ nửa tháng đến một tháng để hoàn thành sản phẩm. Thì phụ xương cho con chút định vậy thôi. Vừa nào ở không, 3-4 ngày. Rồi nó dẹ lại nữa, xương qua xương lại cho nó lan thiệt lan, nó mới dẹ được xương 4-5 bằng lắm. Xương chừng nào khô rồi mình phơi khô rồi mới xương tiếp. Hiện nay số người trong nghề biết đến anh Tính ngày một nhiều hơn, số lượng đơn hàng cũng vì đó mà tăng lên đáng kể. Trung bình mỗi tháng anh Tính cùng gia đình chế tác ra khoảng từ 2 đến 3 chiếc mẫu mặt nạ. Gia đình cho biết hiện sản phẩm của anh Tính không đáp ứng đủ nhu cầu đặt mua của khách hàng. Lý do vì tất cả các công đoạn chế tác đều được làm thủ công,
mất khá nhiều thời gian. Không những là mặt nạ, anh Tính còn là người biên đạo, tập luyện cho các đoàn múa tham gia múa hát vào những dịp lễ hội truyền thống của người Khmer như múa chăn, múa sa dam, biểu diễn vô năm mới, lễ xuất gia, lễ Katina, hội ốc ông bóc. Chàng trai trẻ đã góp phần kế thừa, gìn giữ và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc của đồng bào Khmer. Nghề thủ công truyền thống chế tác mão và mặt nạ của người Khmer được hình thành, phát triển và lưu truyền từ đời này qua đời khác, góp phần tạo nên bức tranh văn hóa đa sắc màu của đất Trà Vinh nói riêng và vùng đồng bằng sông Cửu Long nói chung. Những con người của vùng đất này mà tiêu biểu như anh Thạch Ngọc Tính đã góp phần bảo tồn, phát huy và làm phong phú thêm nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc. Thưa quý khán giả, những ngày này nông dân trồng đậu phộng trên địa bàn huyện Cầu Ngang đang tất bật thu hoạch. Dù đậu phộng năm nay nhờ có giống tốt, áp dụng chặt chẽ các quy trình gieo trồng nên năng suất đạt khá cao, giá bán ổn định, người dân rất phấn khởi. Nhờ vậy mà bà con nông dân Khmer trồng đậu phộng trên địa bàn huyện Cầu Ngang đón trong trên đài thơ mây thêm phần sung túc. Ghi nhận thực tế của nhóm phóng viên chương trình nghe người dân nói. Trong vụ mùa đông xuân năm nay, gia đình bà Thạch Thị Sofa ở ấp Sóc Mới, xã Long Sơn, huyện Cầu Ngang trồng 3 công đậu phộng. Theo chia sẻ của bà Pha, đậu phộng là loại cây dễ trồng, không tốn nhiều công chăm sóc, ít tốn nước. Cây có thời gian sinh trưởng từ 110 đến 120 ngày. Nhờ cán bộ nông nghiệp xã hướng dẫn quy trình kỹ thuật gieo trồng nên cây phát triển tốt, củ đậu chắc đều, trắng đẹp, năng suất đạt khá cao. Thời điểm này thương lái thu mua đậu tươi với giá 15.000 đồng 1 kg. Ước tính sau khi trừ chi phí, gia đình bà còn thu lãi hơn 4 triệu đồng một công. Cô trồng đậu phộng năm nay được 3 công thì bán 1 ký thì được 15 ngàn. Cũng mừng cô phấn khởi lên gia đình mình được phát triển. Ở nông dân mình phải ráng làm. Khoảng 3 năm trở lại đây, nhiều hộ dân ở xã Long Sơn bắt đầu chuyển đổi trồng đậu phộng theo hình thức luân canh với lúa, dưa hấu, phù hợp điều kiện khí hậu thổ nhưỡng của địa phương. Theo Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Cầu Ngang, trong vụ đậu phộng đông xuân năm 2023-2024, huyện xuống giống hơn 2.400 hectare. Đây là địa phương có diện tích trồng màu nhiều nhất tỉnh Trà Vinh. Đến nay, bà con nông dân đã thu hoạch đậu phộng được gần 2.000 hectare, năng suất bình quân đạt 9,5 tấn một hectare. Thương lái đến thu mua đậu phộng thương phẩm tại ruộng từ 15 đến 18.000 đồng 1 kg. Sau khi trừ mọi chi phí tưới tiêu, công lao động, nông dân còn lợi nhuận gần 50 triệu đồng một hectare. Hiện tại không khí thu hoạch trên các cánh đồng thuộc các địa phương có diện tích sản xuất đậu phộng lớn như Mỹ Long Bắc và Long Sơn rất khẩn trương nhộn nhịp. Sự phấn khởi hiện rõ trên khuôn mặt của những người nông dân bởi vụ đậu phộng năm nay rất được mùa và được giá, qua đó mang lại nguồn thu nhập cao, phát triển kinh tế hộ gia đình. Năm nay mình trồng được có 5 công đậu phộng à, mà một công cũng được một tấn, hơn một tấn á. Dạ, mà giá lúc trước là cũng được 18, rồi sau này được có 15. Dạ, sau này là được 15, là mình bán là 15. Vừa thu hoạch đậu phộng rồi mà năm nay là được giá cả vậy. Chuối năm nay gia đình cũng là vui vẻ, cũng là mừng. Dạ, cũng mừng ăn năm nay cũng khá giả. Dạ, được. Thì gia đình tôi hiện là đã thu hoạch rồi. Thu hoạch rồi nha, tôi trồng được 9 công đậu phộng. Nói chung là năng suất cũng cao. Năng suất hiện tại là 9 công đậu là cũng trên là 10 tấn. Với giá cả thì nó cũng ổn định. Lúc tôi bán thì là 16.000 một ký. Nói chung là chi phí này nọ kia thì cũng lời được 3-40 triệu một hectare. Qua cái mùa màng mình bội thu thì cũng có tiền, có thu nhập để mà mình chào đón Tết Trôi Thăm Thu Mây. Nói chung là cũng là niềm vui của tất cả bà con Khmer. Ngoài đem lại nguồn thu nhập khá cao cho người trồng đậu phộng, việc phát triển diện tích đậu phộng còn tạo nguồn thu nhập cho nhiều lao động nông thôn với mức giá hơn 200.000 đồng một người trên một ngày công nhổ đậu phộng. Có thể nói, những năm gần đây, cây đậu phộng đã trở thành cây trồng chủ lực ở nhiều địa phương trong huyện Cầu Ngang. Đây chính là tiền đề để huyện mở rộng diện tích đậu phộng trong những năm tiếp theo. Chương trình Thời sự tối của Đài truyền hình Trà Vinh đến đây là hết. Cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi.
Ngay sau đây, mời khán giả cùng theo dõi kết quả quan trắc môi trường nước và bản tin dự báo khí tượng thủy văn đêm nay và ngày mai. Chi cục thủy sản quản lý chất lượng Trà Vinh thông báo kết quả quan trắc môi trường nước tại các điểm sông đầu nguồn phục vụ nuôi trồng thủy sản đo ngày 16 tháng 4 năm 2024 như sau. Tại cầu Rạch Gốc, Long Quả, Châu Thành, độ mặn 5 phần ngàn, pH 7,5, độ kiềm 90mg trên lít, nhiệt độ nước 29 độ C. Tại bến phà Long Hưng và Minh Châu Thành, độ mặn 2 phần ngàn, pH 7,5, độ kiềm 72mg trên lít, nhiệt độ nước 29 độ C. Tại sông Vinh Kim, Cầu Ngang, độ mặn 3 phần ngàn, pH 7,5, độ kiềm 90mg trên lít, nhiệt độ nước 29 độ C. Tại cầu Ô Lắc, Hiệp Mỹ Tây, Cầu Ngang, độ mặn 20 phần ngàn, pH 7,5, độ kiềm 107mg trên lít, nhiệt độ nước 30 độ C. Tại cống Tàu Rô, Mỹ Long Nam, Cầu Ngang, độ mặn 23 phần ngàn, pH 7,5, độ kiềm 90mg trên lít, nhiệt độ nước 30 độ C. Tại cống Ba Diệp, Thạnh Hòa Sơn, Cầu Ngang, độ mặn 17 phần ngàn, pH 7,5, độ kiềm 125mg trên lít, nhiệt độ nước 29 độ C. Tại cầu Long Toàn, thị xã Duyên Hải, độ mặn 21 phần ngàn, pH 7,5, độ kiềm 107mg trên lít, nhiệt độ nước 30 độ C. Tại cầu Sông Giang, Hiệp Thạnh, thị xã Duyên Hải, độ mặn 23 phần ngàn, pH 8, độ kiềm 107mg trên lít, nhiệt độ nước 30 độ C. Tại cầu Ba Động, Trường Long Hòa, thị xã Duyên Hải, độ mặn 23 phần ngàn, pH 7,5, độ kiềm 125mg trên lít, nhiệt độ nước 30 độ C. Tại cống La Bàn, Đông Châu, Duyên Hải, độ mặn 23 phần ngàn, pH 7,5, độ kiềm 107mg trên lít, nhiệt độ nước 28 độ C. Tại cầu Kênh Đào, Long Vĩnh, Duyên Hải, độ mặn 22 phần ngàn, pH 7,5, độ kềm 107mg trên lít, nhiệt độ nước 28 độ C. Tại bến đò Phước Thiện, Đông Hải, Duyên Hải, độ mặn 26 phần ngàn, pH 8, độ kềm 107mg trên lít, nhiệt độ nước 28 độ C. Theo tin từ Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Trà Vinh, dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai, ngày 17 tháng 4 năm 2024, mây thay đổi, không mưa, ngày nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 36 độ. Mực nước trên các sông chính trong tỉnh, trên sông Cổ Chiên tại dàm Trà Vinh 120cm, cao hơn ngày hôm nay 10cm. Trên sông Hậu tại thị trấn Cầu Quan 120cm, cao hơn ngày hôm nay 10cm. Độ mặn cao nhất trên sông Long Toàn tại Long Toàn 15.5 phần ngàn, nhỏ hơn ngày hôm nay 1.5 phần ngàn. Độ mặn cao nhất trên sông Hậu tại Trà Kha 11 phần ngàn, nhỏ hơn ngày hôm nay 1 phần ngàn. Tại Cầu Quan 5 phần ngàn, nhỏ hơn ngày hôm nay 1 phần ngàn. Độ mặn cao nhất trên sông Cổ Chiên tại Hương Mỹ 8.5 phần ngàn, nhỏ hơn ngày hôm nay 0.2 phần ngàn. Trà Vinh 4 phần ngàn, nhỏ hơn ngày hôm nay 0.2 phần ngàn. Thời tiết biển, vùng biển từ Bà Rịa Vũng Tàu đến Cà Mau, mây thay đổi, không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến đông nam cấp 3, cấp 4, biển bình thường. Vùng biển Cà Mau, Kiên Giang và Phú Quốc, mây thay đổi, không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ, biển bình thường.